rồi. Ok, ủa sao cái này nó dễ vậy ta? Ủa sao cái màn này dễ vậy? My Chào các bạn, quay lại trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta lại thử thách với game tên là Rescue Cat các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ level 61. Cố gắng chúng ta sẽ vượt qua 30 level nữa nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ở cái stage 61 này thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có hai chướng ngại vật các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng quả bom làm sao chúng ta giết hai chướng ngại vật này. Thì đầu tiên mình trong cái này mình cố gắng cho hai cái anh này ảnh giết nhau đi. Mình sẽ cho anh này gác xuống trước nè. Đó, hai cái này tự giết nhau. Rồi sau đó mình lại tiếp tục mình cho cái quả bom. Quả bom gớt xuống và nó sẽ giết con cá sấu các bạn. Ok, như vậy thì chúng ta qua thôi. Yes. Những level này chúng ta thấy là nó cũng khá là dễ đấy các bạn. Những level càng về sau thì càng khó. Tiếp tục 62. Bây giờ chúng ta lại cũng tiếp tục có hai cái đối tượng này. Và ở đây chúng ta thấy con gấu thì nó sẽ thắng. Nó thắng cái anh chàng này nè. Nó có sức mạnh hơn á. Cho nên thì mình sẽ cho con gấu dây này anh chiến với nhau nè. Mình cắt trước. Ok. Và sau đó mình giết con gấu. Yes. Ok. Vậy là chống được thôi. Quá dễ đúng không các bạn? Tiếp tục stage 63. Ở stage 63 này chúng ta thấy là nó có tới 1, 2 và 3 chướng ngại vật các bạn. Như vậy thì con đường của chúng ta đi là chúng ta phải qua đây và chúng ta nhảy lên đây. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy cái anh chàng này anh đang giữ nè. Như vậy thì làm sao mình sẽ cho nó cắt con cá sấu nghe đâu bạn. Ok, mình sẽ cho nó cắt con cá sấu. Chiến con cá sấu. Oh my god, chết mình rồi. Ô không sao. Ok, tiếp tục mình giết cái này. Ok. Rồi, chúng ta để nó vừa lên là cái chúng ta nhảy xuống là chúng ta chạy thôi. Oh my god. Không được. Mình làm lại nè. Đầu tiên mình sẽ cho nó chiến con cá sấu các bạn. Thì có đó. Rồi, sau đó mình giết con này và lập tức mình nhảy xuống liền. Chúng ta phải cho nó chạy trước các bạn ơi. Yes. Chỉ cần chậm một chút thôi là mình sẽ chết tiếp đấy. Màn 64. Ở màn 64 này chúng ta thấy nó có tới 3 chướng ngại vật lận. Như vậy thì chúng ta sẽ cho, đầu tiên chúng ta sẽ cho hai cái anh này ảnh chiến nhau các bạn. Ok, tự chiến nhau luôn. Mình không cần phải dùng tới cái này luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho cái anh này anh gác trên này nè. Đó. Yes, không cần phải dùng tới quả bom luôn các bạn. Cũng may mắn là anh kia anh bắn súng với cái sống nó chết luôn. Rồi, màn tiếp theo này là chúng ta Risen Red, là chúng ta sẽ giải thoát cái anh này nè. Đây chúng ta đổi nè. Cái màn này thì khá là dễ đó, chúng ta cắt hai bên là xong thôi. Cái đây là chỉ là một cái phần để mà giải cứu đồng đội rồi chúng ta thay đổi thôi. Nhưng đây mình sẽ không thay đổi các bạn. Màn 65. Màn 65 này cái anh này bây giờ anh dùng súng rất là lớn nè. Ok. Giết thôi. Quá dễ. Nó giống như là cái màn nó giới thiệu cho mình cái cách thức mình sử dụng đó các bạn. Như vậy thì mình cũng không dùng luôn. Màn 66. Màn 66 này chúng ta thấy anh này anh có cái súng này cho nên là khả năng là anh sẽ giết con gấu được đấy. Mình thử xem. Oh my god, dữ. Người ta dùng cái súng này là người ta giết gấu được các bạn. Ok. Quá dễ. Số 17 các bạn. Đó, bây giờ nó lại có 3 chứng nhân vật nhưng mà cái này nó di chuyển nè. Như vậy thì mình sẽ cho giết con gấu trước cái đã. Anh chàng này giết con gấu. Ok, rồi tiếp tục mình ạ. Mình phải cho cố gắng mình canh làm sao nó vừa qua là mình cho rớt xuống. Ok, xong. Go. Ở màn này chúng ta lại có bốn cái chiến nhân vật luôn. Như vậy thì đầu tiên mình sẽ cho cái con gấu nó ăn cái này cái đã. Ok, sau đó mình lại cho anh này anh giết con gấu. Yes, rồi mình giết ảnh. Rồi mình xuống thôi. Yes. Go. Quá chứng. Nãy giờ mình là bị
mới chết một màn đó các bạn, một màn đó. Bạn nào mà không chết mà vượt qua được 30 cái màn này thì super luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ cho cái anh này xuống anh xử con gấu cái đã. Yes. Rồi, tiếp tục mình sẽ cắt con dao ở đây. Con dao này nhớ là chúng ta cắt góc đây nha các bạn. Bạn cắt góc bên đây là nó sẽ rớt như đây, nó không giết anh chàng này được đó, là chúng ta sẽ chết đó. Rồi, tiếp tục go. 70. Ở 70 thì chúng ta thấy có 1 2 3 4 chiếc nghệ thuật luôn. À, như vậy thì để mình xem coi ở đây chúng ta cần phải sử dụng anh chàng này để giết con gấu nè. Chắc chắn điều mình phải cắt anh trước rồi nè. Bum bum bum. Rồi sau đó anh xuống đây cho anh xử cái con này nè. Ok, ok. Bây giờ mình sẽ cắt luôn. Cây súng này dữ quá các bạn ơi, cây súng này nó bắn chết luôn á. Ok, giờ mình sẽ xử anh bằng cách rằng mình cắt cái này thì cái thanh pháo này sẽ thục anh này chết nè. Yes, giờ sau đó mình cắt cái thanh pháo nha. Ok. Oh my god. Ok. Bạn này chúng ta phải cắt từ từ nha các bạn. Bạn nào mà cắt nhanh quá là chúng ta dễ bị chết lắm đó. Tiếp tục 71. Ở bằng 71 thì ít chứng ngay vật. Oh, quá dễ luôn. Ủa sao tự nhiên cái màn này nó lại để như thế này ta? Nó lại dễ cho mình ta. Ờ, rồi nên mình cắt cái này thôi. Quá dễ luôn. Yes, 71 mà tại sao dễ hơn 70 các bạn. Go. Tiếp tục 72. Cái này giống như là cái điểm mà khi mình đụng vô đây nó sẽ kích nổ cái thuốc này đó các bạn. Để mình thử nha. Không, hình như là mình đạp lên đó. Bây giờ mình đạp lên nè. Đó. Khi mình đạp lên thì tín hiệu này nó truyền qua đây và nó nổ đó các bạn. Cái khói thuốc đó. Như vậy trong trường hợp này mình á, khi mình rớt xuống đây là đây nó nổ mình chết liền, cho nên mình sẽ cho này nó rớt trước nè. Cái thanh pháo này nó rớt xuống trước mình cắt trước nè. Đó. Rồi sau đó mình mới rớt xuống mà đè lên nè. Yes. Cẩn thận nha các bạn, đừng nhảy xuống liền là chúng ta chết á. Ok, 74. 74 gì thì chúng ta thấy là gì, làm sao để chúng ta kích nổ cái pháo này đây. Ồ, quá dễ luôn nè. Đầu tiên mình sẽ cắt làm cho cái này nó rớt xuống đây nè. Đó, nó sẽ kích nè. Đó, bành. Ok. Good. Công nhận cái pháo này nó hiệu quả các bạn ơi. Có nhờ cái pháo này mình có thể vượt qua màn một cách dễ dàng đó. Tiếp tục Prison Break, giải cứu của em này. Ok. Here we go. Here we go. Yes, cho nó lại nó cưa anh này đi. Mình qua đây mình nhảy xuống thôi. Thường cái Prison Break thì chúng ta thấy nó khá là dễ đó các bạn. Cho nên phần này chỉ đơn giản là chúng ta đổi cái nhân vật mình chơi thôi. Ở đây mình không đổi nhân vật cho nên mình sang nhé. Tiếp tục, bây giờ chúng ta làm sao chúng ta dụ con gấu lại đây. Như vậy thì chắc chắn anh này nó rớt xuống, anh sẽ bắn chết con gấu nè. Và mình sẽ cắt đem đè thôi, ok. Bum. Rồi, sau đó mình sẽ cắt cái đây, giờ mình rớt cái này. Mình ấn nút. Oh my god. Oh my god. Mà 75 mình chết rồi. Chúng ta nhớ là chúng ta từ từ thôi các bạn. Mình đã quá nóng vội. Mình đã quá nóng vội rồi. Từ từ thôi này, nó dội ra nè. Oh my god. Yes. Ôi, công nhận đúng là mình không thể nào nhanh được các bạn ơi. Phải từ từ thôi. Mình nóng vội quá làm mất hết hai mạng rồi. Ok, bây giờ chúng ta thấy là cái dụng cụ của chúng ta ở đây. Bây giờ mình sẽ dụ cho con gấu. Mình sẽ dụ cho con gấu nó ăn cục này nè các bạn. Ăn cục thịt này nè. Mình cắt nó. Ơ, quá này gấu. Yes. Yes. Mình thấy nó đụng cái này nè. Gấu nó gớt chỗ này là nó nổ luôn nè. Đó, mình thoát thôi. 76. Yes. Cái game này mặc dù chúng ta thấy là nó dễ, nhưng mà chúng ta phải từ từ thôi các bạn. Nhanh quá là chúng ta sẽ dễ bị chết luôn đấy. Rồi bây giờ chúng ta có một nhân vật mới là con chó này làm gì đây? Ơ, mình chặn nó lại. Yes. Rồi chặn nó lại là xong. Yes. Con chó này nó dữ lắm đấy. Ok. Ok, bây giờ nhà đây như thế nào đây? À, mình cho cái này rớt xuống và con chó nó nhảy lên đây nè. Nó chết nè. Yes. Các bạn nhớ là chúng ta canh làm sao con chó nó đây nó nhảy lên đây, mình cắt cái này liền là nó đụng nó chết á. Ok, 79. Go. Bây giờ mình sẽ cho hai anh chàng này giết nhau nè. Bây giờ làm sao để cho hai anh chàng này giết nhau đây? Phải thấy nhau, ai chiến thắng? Ồ, anh này thua con gấu rồi.
Rồi bây giờ mình sẽ xử con gấu thôi. Yes, ok. Vậy là con gấu chiến thắng con chó nha các bạn. Cho nên bạn nào mà có đi rừng á, chúng ta có nuôi chó chúng ta dẫn theo thì cũng mình sẽ thua con gấu đó. Ok, tốc 80. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao đây? Mình sẽ cho mình chỉ còn một cách này thôi cho anh này xuống đây nè. Nhảy lên đi em. Rồi con chó ở đây nó sẽ nhảy lên đây nè, nó sẽ tấn công anh này nè. Đây, xem đây, chiến nhau thôi rồi cho anh này gớt xuống thôi. Yes. Hey, go. Quá hay, game này nó giúp cho mình giải trí với lại music rất là tốt đó các bạn. Oh my gosh, tại sao nó đứng gần mình vậy? Trời ơi, thằng quỷ. Bây giờ mình cho nó gớt xuống trước thôi, chỉ còn cách này nó thôi. Yes, hàng này chiến nhau. Oh, con chó cũng thua luôn. Nãy giờ mình thấy con chó nó toàn là thua không. Ok, bây giờ mình sẽ giết con này, giết con cá sấu. Yes, ok. Go. Hy vọng là mình có thể vượt qua đây mà không bị chết màn nào nữa các bạn. Ở phần này mình sẽ chết tới 2 màn rồi. Bây giờ mình cố gắng mình sẽ không bị chết phần nào nữa. Ok, trong cái cảnh 82 này thì chúng ta thấy nó có cái này là cái gì đây? Cái này mình ghi nó một cái chông hay cái gì đó các bạn. Mình chả hiểu nó là cái gì nữa. Hình như cái chông á, bình thường mình đi ngang thì nó có cái gì. Yes, đúng rồi các bạn ơi, cái này cái chông. Cho nên là ở đây mình sẽ không đi đường đó mà mình sẽ đi đường này nè. Ok, vậy cái này là cái chông nha các bạn, cẩn thận. Ok, mình biết rồi. Tiếp tục 83. Đây, cái chông nó nằm đây, nằm ngang nè. À, mình mà gớt xuống này là nó chỉ chết luôn á, cho nên mình cắt cái này nó gớt nó che lại nè. Ok, quá thôi. Go. 83. 84. Chúng ta thấy cái chông đây. Như vậy thì chông nó sẽ cho cái hai này gì. Cái này anh gớt xuống, anh đi qua đây là anh chết nè. Ok. Anh này cũng vậy, chắc chắn rớt rồi, nó cũng rớt xuống nè. Đừng đi qua chông à. Yes, còn mình thì mình chưa gớt. Chúng ta nhớ là gớt con phía bên đây nè các bạn. Chúng ta gớt bên đây là nó qua đây nó sẽ giết mình đó. Game này cực kỳ logic nha các bạn. Ok. Oh, Reason Rage cứu bạn mình thôi. Bây giờ mình sẽ chúng ta thấy cái cục mình cắt cục này nó sẽ chén bên này nè. Go. Go, go. Yes. Silent. Nó khen mình xuất sắc đó các bạn. Go. 85. Rồi, chừng xong rồi, bây giờ mình tiếp tục. Bây giờ mình coi nó có chứng gì vào cái không. Đây, 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 các bạn để ý nè, cái trong này nha. Ở đây mà cẩn thận mà chúng ta chỉ cần dít một cái mà chúng ta không để ý là chúng ta chạy đi, nhảy lên đây, nó tiêu liền luôn. Oh, shit. Vậy thì cái này nó làm gì nè, nó phải có lý do rồi đó. 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 Bây giờ mình này mình nhảy đây, mình đây nè, chứ chúng ta nhảy đây là chúng ta thua đó. Go. Đây. Đó, các bạn thấy không? Những cái màn 85 này các bạn nhớ là chúng ta phải nhảy từ cục này. Chúng ta mà nhảy cục thứ hai là chết chúng ta đó. Thôi không cần. Đầu tiên mình sẽ cho con chó nó xuống trước cái đã. Chắc chắn nó sẽ đi xuống rồi. Xuống đi em, xuống đi. Yes. Ok, em đứng giữ. Cắt cái này ra, che lại. Yes, thế mình nói thôi. Go, 86. Phải chỉnh luôn. 87, màn 87 này chúng ta thấy là gì đây? Ủa, anh này có cái cục này chết rồi. Ok, ủa sao cái này nó dễ vậy ta? Ủa sao cái màn này dễ vậy? Oh my god. Trời ơi, cái trong ở trên các bạn ơi, mình bị dụ rồi. Oh my god. Mình tưởng sao tại sao nó lại dễ vậy ta? Đúng là mình nãy giờ mình đã chết tới mấy màn rồi. Không được, bây giờ làm sao? Làm sao màn này đây? Chúng ta nhảy qua đây là tôi chết liền. Ok, bây giờ mình hiểu rồi, bây giờ mình sẽ cho anh này nè. Con gấu nó sẽ chạy qua, nó cắn anh này và lúc này cái này nó bể nè, nên mình không nhảy được nè. Đó, thấy không? Nó không bể chưa? Rồi mình kéo này cho gấu chết nè. Yes, đúng rồi, cái bạn này nó lừa mình các bạn ơi. Oh my god, 87 lừa. Mặc dù dễ nhưng mà các bạn dễ bị lừa lắm đó. Ok, 88. Chúng ta phải nhìn ở trên đó các bạn. Nó làm cái màu khó nhìn quá, quá là hay luôn. Những phần đầu thì mình thấy nó khá là dễ đúng không? Nhưng càng về sau chúng ta thấy càng hay. Cái game này rất là hay đó.
Ok, bây giờ tiếp tục mình sẽ cho con gấu nó. Mà cái này mình cẩn thận này, cái dây này mình gớt xuống mình chết liền đó. Ok, mình sẽ cho nó, con gấu nó chết trước cái đó. Rồi sau đó mình cắt cái này đó, cắt này luôn. Yes, ok, không dễ bị lừa nó đâu. Oh, yes. Rồi mình buồn quá, hồi nãy tự nhiên cái level đó mình bị chết cái quan uổng quá. Oh, mình không chịu quan sát. Rồi tiếp tục 89, chỉ còn hai màn nữa thôi mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Bị thôi, bây giờ làm sao, quá trời nhiều chuyến ngoài vật luôn. Go, mình sẽ gớt cái này, mình sẽ gớt xuống đây, gớt xuống đây. À, như vậy đầu tiên mình sẽ cho làm gì, làm cái này nó cũng phải bể nè. Oh my god, cái này hơi khó nè, màn 89 là cực kỳ khó luôn. Cái này là cái gì đây, mình không hiểu luôn. Cái này là mình chỉ giết, à mình sẽ canh cái trái này nè, nó sẽ gớt ở chỗ này nè, nó mới chết hai cái này chứ thôi là chúng ta không giải quyết được vấn đề đâu. Đây, quay lại đó, thấy không, các bạn thấy để không, cái chỗ này chúng ta không giải quyết được hai cái này là chúng ta sẽ chết á. Go, yes, xuất sắc, mình không dễ bị lừa đâu. Go, 90. Và đây là cái câu cuối cùng của ngày hôm nay. À, bây giờ chúng ta lại có hai anh chàng này đi qua đi lại. Mình sẽ cho anh gớt xuống đây, con vấu nó sẽ xử lý nữa thôi. Ok, yeet. Hey. Nhưng mà lúc này thì lại thấy con gấu nó không chịu qua nè, thì con gấu nó sẽ bị lừa bởi cái này nè, nó ăn thịt nè. Và chúng ta thấy một đặc điểm là con gấu nó đang ăn là nó không quan tâm mọi thứ các bạn, cho nên chúng ta gì. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta đã kết thúc từ level 61 tới 90. À, mặc dù nó có một số cái câu khó nhưng mà mình không vượt qua các bạn. Bạn nào mà vượt qua hết thì hãy để lại comment cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.